đặt một cái nhá, hay là vừa đặt xong đấy không? Từ từ xem nó làm gì bà ơi. Có phải thằng trên nọ không? Thằng khác rồi, thằng khác rồi. Bà ơi bà. Có cái thằng áo đen này nó lại vào cho bà ơi. Thật đà, thật bà, nhanh. Bà nhanh. Bà nhanh đi vào đi. Đi. Bà nói bé không? Nó đây này, nó đây. Nó đây. Nó ăn quen rồi. Là cháu mình rồi. Vâng. Là của bà già rồi. Bà đi dần thôi, xem nó làm gì. Bà đi, vào đây. Bà đi núp vào kia. Bà thấy chưa? Đâu rồi. Đấy lên. Ui, nó bà ấy nó cầm cái gì kìa. Bà ấy nó cầm cái gì kìa. Bà lấy cái gì của bà rồi, cơm nước vỏ đấy hay là có cái gì ăn. Mình lấy rồi. Bà, lấy cuốc của bà kìa. Bà, đi vào xem nó làm gì. Đi nhẹ nhàng thôi. Xem này làm gì. Đi trẻ bà, nhanh. Núp vào đây. Con đi vào. Xem nào. Đâu rồi. Nơi tổng kiểm. Đây, đằng xa. Bà đi. Xem nào đâu. Đâu rồi. Bà ơi, dần thôi. Từ từ thôi, còn nó phát hiện đấy. Xem nó đi đâu, bà xem nó đi đâu. Bà đi dần thôi bà ơi. Nó đang lục cái gì bà ơi? Nó đang lục cái gì phá của nhà bà nó. Hả? Ăn hộp cơm ăn hộp cơm. Ăn hộp cơm ấy. Bà để cơm đấy à? Nhấp vào đây xem nó làm gì. Bà nhòm xem nó làm gì. Từ từ xem nó làm gì bà ơi. Có phải thằng trên nọ không? Thằng khác rồi. Không phải thằng nọ. Không phải nào. Thằng này đói. Thế bà để cơm đấy à? Ừ. Bà để cơm đấy. Đi xem nó làm. Bà chả nó cầm nhau. Từ từ thôi. Còn nó quay ra đấy. Tay, con thấy tay nó cầm cái gì ấy bà ơi. Ôi dồi, thật đấy. Cái mà nó phải bà cháu mình rồi mà mất nghiệp. Không làm ăn được cái gì. Nó phá rồi quá đâu. Tay nó cầm xúc xích bà ơi. Bà thay nó cầm xúc xích kìa. Từ từ. Chẳng nó ăn xin thật thì sao, nó ăn xin nghèo. Đấy, xem nó ăn trộm gì của nhà bà không. Ăn cơm thì cho ăn nhưng mà nó ăn trộm gì. Nó vào nhà. Nó vào nhà thôi, đi sân thôi. Đi vào. Từ từ. Xem nó ăn cái gì của bà này. Xem nó, nó đang hộp bếp. Thằng này đói sao ấy? Đói. Ăn cơm. Ui, nó đút cua cơm mình rồi, nó ăn. Con xem đây, nó ăn cái gì của bà? Ăn cơm, bà để cơm đây à? Ừ, bà để cơm. Thằng này đói à? Đói hết cơm bà. Thôi, bà đi. Bà đi. Phá nhà bà rồi. Không có cho nó phá nhà được qua đâu. Chặt cái tiệm. Chết mẹ này. Bắt đi cho xem. Bà có mấy đồng bạc để đến là lấy chắc bạc. Không biết, xem có đây đâu được. Xem là cứ lục gì không, từ từ bà đi xem thôi. À, không có đây đồng bạc giáp thân luôn đi. Ăn cơm. Nó đang xúc cơm của bà kìa. Thế. Bà cầm con đá chưa? Nó đang xúc cơm của bà kìa. Bắt sống thằng này luôn. Từ từ.
nó đang ăn vụng. Vào nhà. Vào, vào, xông vào, xông vào, vào xông vào, xông vào. Hey! Kìa. Ủa, à, mày ăn trộm cái gì hả? Mày ăn trộm cái gì? Cường ơi. Ai, mày ai? Hả? Ôi dồi, thôi chết trò con ơi. Cường à? Cái lạc đuối đó mà làm ăn vậy để thấy bà mất hồn vậy. Tôi đường làm vườn đằng sau. Đi. Có ăn cơm mà. Tôi ấy ăn từ thế. Làm tao với ba tưởng thằng ăn xin hôm nọ. Tao tưởng cái thằng hôm nọ. Thân vậy con ơi. Tôi đây làm vậy nhá. Thế làm sao mày lại ăn uống kiểu này mà lại mặt mũi kiểu này hả? Hả? Mày làm sao mày mặt mũi mày kiểu này mà mày khác thì cái thằng ăn xin cầm đầu gà không? À mày cầm cái đầu gì đây? Hả? Cái này để em bán sắt vụn mà. Để mà là tanh à? Câu chuyện là thế này. Ôi anh ơi, hả? Cho ăn lúa kìa. Ôi rồi. Ôi anh ơi. Ôi dồi ôi, mày đấy. Cái gì đấy? Cái này để đựng đầu được nha. Đang nắng. Cái gì đấy? Cái đầu à? À, nên mong mày bán sắp. Sao bố với thằng hôm nay sớm bà? Hả? Mày vào mày ăn tự nhiên vậy, tao cứ tưởng cái thằng hôm nọ. Làm tao với bà cứ tưởng cái thằng hôm nọ. Nọ làm bất hồn thì ngã vấp, chảy máu chân ra đây này. Chơi đi, đánh bài quẹt nọ nhồi xong là vào đây rửa đi chứ. Thằng này nó làm tao mau ở đâu với bẻ, nó ăn bụng cơm, nó làm như đúng cái thằng nọ nó nát bà. Thì cho nó ăn, cho ăn. Ăn thì phải mày rửa cái mặt đi chứ, mày trông cái mặt mày xong là tay cầm xúc xích, mày xúc xích mày lấy đâu ấy? Hả? Lấy nướng. Nướng sao mày không ăn thì mày cầm về xong là mày cầm cả cái đầu này. Cái khác cái thằng ăn xin không? Mày lại làm tao mau mày lại cho anh ăn này. Thôi tao không ăn. Trong kinh lên mang về trong thùng buồng ngải. Mày ăn nào, mày ăn cho bằng tao ăn nào, mày dỗ tao mày. Cái này là bán sắt vụn. Thế làm bà đang tưới rau mà anh tưởng mày đi vào đây mà anh tưởng cái thằng ăn xin nó nọ vào ăn vụng cơm bà. Cũng vào đây lục cái xoang này, lục nồi xong là khác thì cái thằng ăn xin nó nọ không? Thôi dọn cơm mặc bộ quần áo đen đây. Đứa này thì kêu bà hả nhá? Chưa đâu, chưa đâu. Dọn mà ăn cơm đi. Đi ta mau ở đâu? Thế này mày lần sau ở nhà rửa sạch cái mặt xong là vào ăn cơm hẳn hoai rồi chưa? Lúc nồi lúc xong bạch nên khác gì cái thằng ăn xin không? Ừ. Bà sợ mày ăn trộm tiền của bà kìa. Bà bảo có ít tiền bà để chốc đầu giường nên không? Tao mày tôi ăn trộm. Đây này. À đây này bà để tiền đây này. Đây. Đấy. Tiền đây nhưng mà người có đâu, không có ạ. Lần sau anh đi đâu ở đây về? Anh đi chăn bò à? Đấy. Ấy à, đùa mọi người chút thôi. Anh đùa được bò chưa? Đây là cái clip mình dàn dựng nhá. Tại vì mọi người hỏi mình là tại sao lại có những người ăn xin bịt mặt đen như thế. Thì theo cái suy nghĩ của anh em mình ấy là do là người ta kiểu đi chơi bài không quẹt nọ nhồi. Do người ta đi chơi bài không là quẹt nọ nhồi đấy. Xong là người ta đi vào nhà lục đồ kiểu đói quá lục đồ ăn đấy. Thế là hóa ra thành người ăn xin thôi. Còn cái này thì lúc đấy mọi người biết rồi đấy. Lấy để che nắng thôi. Đấy. Mày hiểu chưa? Mũ thì đội là chuyện bình thường rồi. Quần áo thì bây giờ không thích mặc màu trắng thì chuyển sang màu đen. Đấy, chuyện đơn giản thế thôi. Này con đấy. Đấy. Mọi người thấy bà mình diễn hay không? Quá đạt luôn đúng không? Đấy, nếu mà mọi người thích clip này của mình hãy cho mình một like nhá. Và cho mình một cái ý kiến để mình tiếp tục mình làm clip chôn bà mình nhá. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người. Các bạn bấm vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để được xem những clip mới nhất của Hải TV. Chúc mọi người xem clip vui vẻ.